bối cảnh đất nước vừa trải qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển là những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đất nước. Cùng với sự đi lên của đất nước, Vinh Quang Việt Nam bước sang năm thứ 19 với 18 lần tổ chức, tiếp tục hành trình đầy tự hào để tuyên truyền nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, những con người mang trong mình ý chí Việt Nam mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Việc lựa chọn cái chủ đề ý chí Việt Nam nó sẽ tạo nên một cái nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ đối với mọi người dân, đối với tất cả các tập thể cá nhân trên mọi miền của Tổ quốc để chúng ta cùng nỗ lực để tiếp tục vượt khó để đất nước ta sẽ phát triển và thu được nhiều cái thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Những cái tấm gương điển hình để lan tỏa đấy thì luôn luôn trở thành cái nguồn cảm hứng để thúc đẩy một cái tinh thần, một cái ý chí Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam trong mọi cái khó khăn để mà vươn lên để xây dựng đất nước. Đấy, thì chúng tôi đánh giá rất cao, bởi vì thường niên chúng ta làm thì chúng ta phát hiện ra những nhân tố mới, những điển hình để lan tỏa. Nó đồng hành cùng với rất nhiều các cái giải thưởng khác của chúng ta và nhiều cái phong trào tôn vinh khác. Với chủ đề ý chí Việt Nam, Vinh Quang Việt Nam 2023 tôn vinh những đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn và tìm được cách phát huy triệt để sức mạnh của chính mình, tự chủ động cơ cấu lại bộ máy, phát huy tính tự lực, tự cường, không ỷ lại vào sự giúp đỡ của bên ngoài, từ đó đứng vững trong thách thức chung và tìm cách vươn lên dẫn đầu, truyền cảm hứng cho cộng đồng, xã hội. Chương trình Vinh Quang Việt Nam là sự kiện chính trị văn hóa xã hội đặc biệt tổ chức liên tục từ năm 2004 tới nay, 18 lần tổ chức với 18 chủ đề gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước qua từng giai đoạn, có thể kể đến như năm 2013, chương trình lấy chủ đề vượt khó vươn lên, năm 2014, đột phá để thành công, năm 2015, trưởng thành cùng đất nước, năm 2017, dấu ấn 30 năm đổi mới, năm 2018, dấu ấn những công trình, năm 2019, thi đua làm theo lời Bác, năm 2021, khát vọng Việt Nam, năm 2022, bản lĩnh Việt Nam. Năm 2023, Vinh Quang Việt Nam tiếp tục hành trình đầy tự hào với chủ đề ý chí Việt Nam. Tính đến hết năm 2022, chương trình Vinh Quang Việt Nam đã có 17 lần tổ chức, vinh danh 258 tập thể, cá nhân. Năm 2023, chương trình lần thứ 18 vinh danh 5 tập thể và 11 cá nhân, nâng tổng số tập thể cá nhân được vinh danh lên 274. Những tập thể cá nhân tiêu biểu được vinh danh đều là những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và đặc biệt đều là những con người Việt Nam có ý chí vươn lên, tự lực, tự cường, phấn đấu không ngừng nghỉ để đưa giải đất hình chữ S tiến xa hơn nữa trên bản đồ thế giới. Thành tích quan trọng nhất mà cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt được đó là giữ gìn tuyệt đối an toàn, nguyên vẹn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình này, một cái điều tâm niệm của từng người cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Lăng đó là ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ ở trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Mọi người cũng hay nói đùa vui rằng là anh là một người truyền cho mọi người rất là nhiều năng lượng tích cực. Anh không nghĩ được rằng là mình sẽ lọt vào top 8 nhân vật được bầu chọn. Và anh nghĩ rằng là đó là một phần thưởng rất là danh giá đối với anh. Đó là một nguồn động lực để anh cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường thể thao của mình cũng như trong cuộc sống. 16 nhân vật được lựa chọn vinh danh năm 2023 cũng như hàng trăm nhân vật được vinh danh trong suốt 18 lần tổ chức của Vinh Quang Việt Nam đều là những điển hình tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.